Từ một cây dâu quả ngoài bơ máng, mình dùng canh và nhân giống được rất là nhiều cây. Ở đây thì có một cây dâu này khá là đặc biệt, phần thân bị mục lũa hết rồi, và còn đúng một mảnh đời còn sót lại. Cây nó nghị lực như thế cơ mà, còn một tí vỏ nhưng phát triển rất là tốt. Tắm rửa sạch sẽ rồi thì bây giờ chỉnh sửa thôi. Thử cậy cái lớp gỗ này nhưng mà rất là chắc. Cái này thì nó hơi bị thẳng. Bây giờ thì mình sẽ lấy cái phần này. Phần vỏ này nó kéo xẹo lại như kiểu cái ru người nhét trong đá ấy. Mình sẽ uốn qua như này, nhưng mà các bạn không nên làm theo nhá. Cây dâu thì dễ sống, như với cả mình có kinh nghiệm rồi thì mình mới uốn như này. Không có bầu mà các bạn uốn như này dễ chết lắm, hoặc là nó sẽ dễ bỏ cành. Và đây là cây dâu mảnh đời còn sót lại. Đây là ý tưởng cho em nó. Dăm chi thì nó sẽ không được dày như này, nhưng mà phần khung thì mình cắt giật thì có thể được như vậy. Một cành rơi đậu đà nhưng phải cắt giật rất là nhiều lần mới ra được. Dâu khá là nhanh lớn nên là cây này thì mình làm cũng nhanh thôi. Cỡ khoảng 2 năm thì cũng tạm tạm. Cho nó ra một cái chậu to to một tí để trồng cho nhanh lớn. Dòng này thì cực kỳ dễ sống rồi. Sau nuôi ra quả thì rất là đẹp luôn. Dâu thì chỉ cần tưới xong và để cho mát, không cần chùm nó cũng sống.